Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thành phố Sơn La phát trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính như sau: Thành phố họp ra soát kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phòng cháy chữa cháy từ ý thức của người dân. Cuối chương trình có phóng sự Thành phố Sơn La đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Ngày 20 tháng 4, đồng chí Đỗ Văn Trụ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ trì họp tổng hợp ra soát các thành phần đối tượng liên quan đến kinh phí giảm nghèo bền vững, dự án 6 về giữ gìn bản sắc văn hóa, chương trình nông thôn mới nâng cao và tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Dự cuộc họp có đồng chí Lê Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung vào thảo luận đưa ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững như việc hỗ trợ giống vật tư phân bón thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức các lớp tập huấn phù hợp hiệu quả, đối với chương trình nông thôn mới nâng cao, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí thủy lợi và phòng chống thiên tai, tiêu chí văn hóa, an ninh quốc phòng để thực hiện các nhiệm vụ đề ra đồng chí đỗ văn trụ yêu cầu các đơn vị xã phường với nguồn kinh phí được phân bổ tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo ra soát lập danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên để hỗ trợ kịp thời hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của đối tượng góp phần nâng cao tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn trong thời gian tới cùng với đó tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chủ động phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình nông thôn mới nâng cao, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, tiếp tục phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch, tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Ngày 19 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Cọ đã tổ chức tổng kết ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Trong 20 năm triển khai tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã kịp thời tôn vinh các tập thể cá nhân có những thành tích xuất sắc trong đóng góp xây dựng cộng đồng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở. Các phong trào đã vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân giúp đỡ nhau về giống cây trồng vật nuôi và kinh nghiệm sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở mang và duy trì ngành nghề truyền thống. Nhân dân đã hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động ủng hộ xây dựng được trên 70 công trình, tổng chiều dài trên 50 km, đường giao thông và kênh mương nội đồng. Các bản thực hiện cứng hóa được hơn 40 km đường giao thông nông thôn, được nâng cấp sửa chữa, tỷ lệ gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa hàng năm đều đạt trên 87% trở lên. Tỷ lệ khu dân cư được công nhận danh hiệu văn hóa đều đạt trên 80% trở lên. 7 trên 7 khu dân cư đã có nhà văn hóa. Các hoạt động văn hóa văn nghệ được đẩy mạnh. Toàn xã có 14 đội văn nghệ quần chúng, có 15 câu lạc bộ thể thao thường xuyên hoạt động có hiệu quả. Chất lượng ngày càng được nâng cao. Trong 20 năm, Ban vận động Quỹ vì nghèo xã đã tiếp nhận được số tiền trên 319 triệu đồng, hỗ trợ làm mới, được 31 nhà và hỗ trợ sửa chữa trên 8 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình nghèo neo đơn trên địa bàn xã. Ngày 21 tháng 4, phường Quyết Thắng đã tiến hành khởi công xây dựng xóa nhà tạm cho hộ gia đình chị Lò Thị Sôm, bản Giàng Lắc. Gia đình chị Lò Thị Sôm, bản Giàng Lắc, phường Quyết Thắng là hộ thuộc diện khó khăn về nhà ở, thu nhập không ổn định. Gia đình sống trong ngôi nhà ruột nát tạm bợ đã xuống cấp nghiêm trọng, không có khả năng để sửa chữa, Trước hoàn cảnh đó, Phương Quyết Thắng đã hỗ trợ 70 triệu đồng. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các ủy chính quyền và nhân dân ở cơ sở đã hỗ trợ để gia đình xây dựng nhà ở cấp 4 với diện tích 70 m2. Việc hỗ trợ của Phương Quyết Thắng là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, mong muốn hộ gia đình khó khăn trên địa bàn có nhà ở kiên cố, cải thiện điều kiện sinh hoạt, tiếp tục lao động sản xuất ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Dự kiến ngôi nhà của gia đình chị Lò Thị Sôm sẽ hoàn thành trong tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 01 ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới và kế hoạch số 04 ngày mùng 5 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban dân phường Quý Thắng về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn phường Quý Thắng. Trong tháng 4, phường Quý Thắng đã tổ chức tập huấn tuyên truyền hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các hộ gia đình trên địa bàn 15 tổ bản của phường tại buổi tập huấn người dân đã được giới thiệu về luật phòng cháy chữa cháy luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quy trình tổ chức cứu chữa một vụ cháy tính năng tác dụng cách kiểm tra bảo quản sử dụng các dụng cụ phương tiện chữa cháy tại chỗ cách sử dụng các phương tiện cứu nạn cứu hộ được trang bị tại cơ sở một số kỹ năng thoát nạn cứu người khi có sự cố kỹ thuật cháy nổ xảy ra, đồng thời được thực hành thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chỗ, hướng dẫn tự thực tập phương án chữa cháy, phương pháp thoát nạn, cứu người, cứu tài sản. Khi nắm bắt được những thông tin trên các cái kênh thông tin đại chúng, là trên TV, trên báo đài, và trong các chương trình của hội nghị tập huấn của phường thì cũng đã giúp cho tôi có một cái nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy nhất là trong mùa hanh khô và cũng nhận được những cái thông tin tuyên truyền cho bà con nhân dân ở trong nơi cư trú và đến phổ biến rộng đến tất cả các hộ gia đình trên địa bàn tổ để thực hiện tốt cái công tác phòng chống chữa cháy trong mùa hanh khô và để đảm bảo về cái công tác an ninh an toàn trong phòng cháy chữa cháy nhất là trong cái thời gian hiện tại bây giờ. Đã bước vào mùa nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Cùng với sự chủ động, chuẩn bị sẵn sàng cơ động xử lý của lực lượng chức năng rất cần nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy theo phương châm phòng hơn chống, hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra do cháy nổ. Trong những năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong tình hình hiện nay diễn biến phức tạp, các vụ cháy nổ cũng thường xuyên xảy ra, các vụ cháy nổ đáng tiếc xảy ra. Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của cấp trên, thì Công an phường Quyết thắng đã tổ chức các buổi tuyên truyền tới các nhóm lên ra tự quản cũng là 10 năm tuổi bản của địa bàn phường quyết thắng để tổ chức thực hiện uh, hướng dẫn các kỹ năng thực hành cũng như là 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 về công tác phòng chống cháy nổ uh, tại địa bàn phường quyết thắng qua đó thì cũng uh, để uh, tuyên truyền cho những người dân 100% của các hộ gia đình trên địa bàn phường quyết thắng để thực hiện tốt cái công tác công tác cứu hộ cứu nạn cũng như là công tác phòng cháy chữa cháy để nâng cao ý thức cho từng người dân từng hộ gia đình thông qua đợt tuyên truyền tập huấn nhằm giúp người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong khu dân cư hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh kịp thời xử lý sự cố cháy nổ góp phần giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy công cuộc chuyển đổi số hệ đại hóa hành chính nhà nước đang góp phần không nhỏ trong thúc đẩy công tác cải cách hành chính tại thành phố Sơn La, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính địa phương, giảm thời gian và chi phí từ ngân sách, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Chính là những mục tiêu mà thành phố Sơn La đã và đang nỗ lực phấn đấu thực hiện trong nhiều năm qua. Phóng sự sau sẽ phản ánh về điều này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. để đạt được hiệu quả cao nhất việc chuyển đổi số sẽ bắt đầu trước hết từ đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức người dân và doanh nghiệp do đó thực hiện sự chỉ đạo của thành phố ủy ban dân phường quyết thắng cũng đã quyết liệt thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch công việc À, tôi thấy công việc uh, đến làm việc với cán bộ uh, nhân viên ở đây họ rất là nhiệt tình họ làm rất tốt công việc uh, làm uh, thủ tục rất là nhanh chóng khi người dân đến giao dịch mỗi cán bộ công chức tại đây đều hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục trên cổng dịch vụ công thực hiện thu phí bằng hình thức không dùng tiền mặt đảm bảo cho người dân đến giao dịch thuận tiện đáp ứng tiêu chí nhanh hơn tiết kiệm hơn hợp lý hơn thuận tiện hơn để thực hiện tốt cái nhiệm vụ cải cách hành chính của ủy ban nhân dân phường, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường là luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, có tinh thần thái độ tiếp công dân, tổ chức hướng dẫn cụ thể, giải quyết hồ sơ kịp thời nhằm tạo sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch tại ủy ban nhân dân phường. Thời gian qua ủy ban dân phường trường lề cũng đã chỉ đạo cán bộ công chức chuyên môn thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi công việc góp phần giảm tải số lượng văn bản hành chính các ban ngành đoàn thể cán bộ công chức đều có máy vi tính sử dụng để trao đổi công việc các máy vi tính đều kết nối mạng internet để phục vụ hoạt động hành chính trong quý 1 năm 2023, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường đã tiếp nhận 299 hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, trong đó trên 96% hồ sơ được giải quyết trước hạn. Mặc dù hiện nay dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai, song phần lớn người dân vẫn trực tiếp đến bộ phận một cửa để giải quyết thủ tục hành chính. Các cán bộ tại đây đã hướng dẫn tận tình đảm bảo đúng trình tự thủ tục quy định để người dân hiểu về lợi ích và dần làm quen với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Trong cái thời gian qua, cùng với cả nước có cái sự đẩy nhanh về cái chương trình, cái mục tiêu để giảm thiểu cái lĩnh vực mà gây khó khăn cho nhân dân cũng như là tăng cái thời gian giải quyết các cái thủ tục hành chính thì bộ phận một cửa ủy ban dân phường đã được đầu tư các trang thiết bị máy móc cũng như con người để đảm bảo cho nó phù hợp. Trong nhiều năm, thành phố Sơn La luôn là một trong đơn vị cấp huyện dẫn đầu trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Thành phố Sơn La đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, trong hiện đại hóa nền hành chính, chuyển đổi số, hướng đến xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Việc xây dựng thành phố thông minh đã được bắt đầu từ năm 2021 với việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị hệ thống, lấy số tự động, Hệ thống đánh giá chất lượng phục vụ tại bộ phận một cửa, Ủy ban nhân dân thành phố cho đến nay, toàn bộ 100% cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan đơn vị nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội đều được trang bị máy tính để làm việc. Toàn bộ cơ quan đơn vị trên địa bàn đều có hệ thống mạng nội bộ LAN, được kết nối mạng toàn cầu Internet tốc độ cao. Hệ thống quản lý văn bản điều hành Office đã được triển khai đến toàn bộ các cơ quan đơn vị và các xã phường thực hiện số hóa 356 trên 449 hồ sơ đạt 79,3%, cấp xã 1.880 trên 2.477 đạt 75%. Trong quý 1, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận 857 hồ sơ, 100% hồ sơ giải quyết đúng hạn, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, dịch vụ BCCI, đến nay đã triển khai hoàn thiện và đưa vào sử dụng đối với 56 thủ tục hành chính cấp huyện, 67 thủ tục hành chính cấp xã trên cổng dịch vụ công mức độ 3 và 4 của tỉnh. Với những tiện ích của dịch vụ công mang lại để góp phần vào chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn thành phố, công dân và doanh nghiệp khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính hãy đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để được hướng dẫn nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công. Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, Sở Nội vụ Ủy ban dân thành phố đã quyết liệt triển khai cập nhật dữ liệu của cán bộ công chức viên chức và đạt 100% việc cập nhật thông tin vượt tiến độ đề ra. Các hồ sơ trên hệ thống đáp ứng đầy đủ chính xác trường dữ liệu sẵn sàng kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức. Việc đưa vào vận hành khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cũng như là cái việc khai thác hồ sơ của toàn bộ cán bộ công chức viên chức trên địa bàn thành phố. Hiện nay thành phố đã và đang tập trung đẩy nhanh triển khai thực hiện chuyển đổi số trên 4 trụ cột gồm hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, xây dựng phát triển hệ thống dịch vụ thông minh, môi trường sàn thương mại điện tử, tích hợp qua ứng dụng Smart Solar, thúc đẩy thanh toán điện tử, thành lập các tổ chuyển đổi số cộng đồng trong khu dân cư, trường học, chợ, phát hành sổ tay chuyển đổi số để hướng dẫn người dân tiếp cận cài đặt sử dụng các dịch vụ số phục vụ các vấn đề thiết yếu như y tế giáo dục chính sách xã hội phòng chống dịch bệnh vận hành trung tâm điều hành đô thị thông minh hiệu quả thực hiện đào tạo chuyên sâu đội ngũ nhân lực công nghệ số từ thành phố đến cơ sở duy trì cải thiện các chỉ số chất lượng quản trị địa phương cải cách hành chính chỉ số mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện trong những thời gian tiếp theo, thành phố sẽ tập trung vào ba cái nhóm lĩnh vực mục tiêu. Thứ nhất là tập trung cho nâng cấp cái cơ sở hạ tầng để đảm bảo được yêu cầu chuyển đổi số. Thứ hai là đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác chuyển đổi số cũng như là cải cách hành chính. Và thứ ba là thúc đẩy các cái biện pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả thủ tục hành chính. Chuyến tàu mang tên Công nghệ số đã khởi hành mang theo khát vọng chinh phục những giới hạn mới của khoa học kỹ thuật trên hành trình mới đó. Các cấp các ngành của tỉnh, đặc biệt là thành phố Sơn La, cũng đã và đang nỗ lực để bắt nhịp kịp thời tiến độ của cách mạng công nghệ 4.0, ứng dụng linh hoạt những thành tiệu đó vào trong từng ngành lĩnh vực, với kỳ vọng thông qua công nghệ thúc đẩy kinh tế xã hội, cải cách triệt để các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân, từng bước thực hiện hóa mục tiêu đưa thành phố Sơn La trở thành đô thị thông minh quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của trung tâm truyền thông văn hóa thành phố sơn la phát chân sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh sơn la thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại